Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ sáu ngày 6 tháng 10 của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị sơ kết kế hoạch 93A về giải tỏa công trình trái phép trên đất nông nghiệp, kiểm điểm đánh giá kết quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh. Nhiều hộ dân xã Đồng Thanh, huyện Kim Động thu hoạch cam vinh chín sớm. Huyện Văn Giang có 60 ha bưởi cảnh phục vụ thị trường dịp Tết Nguyên đán 2018. Thu ngân sách 9 tháng đạt gần 8.000 tỷ đồng. Những thanh niên trẻ làm kinh tế giỏi có nhiều việc làm vì cộng đồng. Khu công nghiệp Minh Đức, huyện Mỹ Hào chậm triển khai do vướng mặt bằng sạch để thi công. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức hội nghị sơ kết kế hoạch số 93A ngày 31 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh và kiểm điểm đánh giá kết quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh. Tới dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở ban ngành các địa phương và bí thư chủ tịch của các xã phường thị trấn trong toàn tỉnh. Sau 6 tháng triển khai kế hoạch số 93A ngày 31 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về giải tỏa các công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, vi phạm hành lang bảo vệ công trình giao thông thủy lợi và hoạt động bến bãi, khai thác cát trái phép năm 2017. Trong xử lý các vi phạm hành lang bảo vệ các công trình giao thông, Ủy ban nhân dân các huyện thành phố đã xử lý giải tỏa được trên 6.000 các loại hình vi phạm. Xử lý vi phạm công trình thủy lợi đã giải tỏa được 3.800 trường hợp vi phạm. Xử lý vi phạm đê điều, xây dựng bến bãi, tập kết vật liệu xây dựng và khai thác cát trái phép trên sông. Đối với vi phạm hành lang bảo vệ đê điều, khi có vi phạm xảy ra, lực lượng quản lý đê, các huyện thành phố đã phát hiện, lập biên bản và báo chính quyền địa phương xử lý theo quy định. Đối với các vụ vi phạm chưa được chính quyền địa phương quan tâm xử lý, đối với vi phạm của các bến bãi kinh doanh vật liệu xây dựng đã xử lý được 30 trường hợp. Đối với vi phạm của các điểm khai thác cát đã tập trung chỉ đạo quyết liệt nên tình trạng khai thác cát trái phép ở lòng sông, bãi sông cơ bản đã được ngăn chặn. Đặc biệt xử lý các công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp các địa phương đã được giải tỏa là 3.216 trường hợp với diện tích gần 20 ha, trong đó đã tự tháo dỡ công trình là 830 trường hợp với diện tích 3,73 ha. Đã lập biên bản trên 1.500 trường hợp với diện tích trên 6 ha, quyết định xử phạt hành chính 662 trường hợp với diện tích 8,5 ha, cưỡng chế 126 trường hợp. Trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh, toàn tỉnh đã cấp được trên 3.000 thửa đất với diện tích 80 ha. Kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng nhấn mạnh thực hiện kế hoạch số 93A của Ủy ban nhân dân tỉnh với sự vào cuộc quyết liệt của các sở ban ngành, cấp ủy chính quyền và cả hệ thống chính trị ở cấp huyện, cấp xã. Qua đó, công tác quản lý nhà nước về đất đai khoáng sản, về đê điều, khai thác và bảo vệ công trình giao thông thủy lợi đã từng bước đi vào nền nếp, giảm dần số vụ vi phạm. Công tác ngăn chặn và xử lý vi phạm, các công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, vi phạm hành lang bảo vệ giao thông và hoạt động bến bãi, khai thác cát trái phép trên sông đã cơ bản ngăn chặn được các vi phạm mới phát sinh. Ủy ban nhân dân tỉnh ghi nhận và biểu dương Ủy ban nhân dân huyện Phù Cử, Văn Giang đã thực hiện tích cực, xử lý đạt kết quả cao. Về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không để ách tắc gây phiền hà cho doanh nghiệp và người dân. Tuy vậy, trong quá trình thực hiện kế hoạch, ở một số địa phương vẫn chưa quyết liệt, tồn tại một số hạn chế yếu kém. Toàn bộ những cái việc mà thực hiện 93A đến giờ phút này có kết quả như vậy, đáng biểu dương trân trọng. Nhưng mà so với vi phạm, so với thực tế hiện nay còn rất thấp và không đạt yêu cầu. Là một số nơi là cấp ủy chính quyền là chưa vào cuộc và còn có biểu hiện buông lỏng, rồi né tránh, rồi tuyên truyền, rồi lãnh đạo chỉ đạo là chưa quyết liệt, thậm chí có tình trạng là làm ngơ, có tình trạng bao che, không có gốc gì cả. Mảnh đất nó có phải là bằng cái kim sợi chỉ đâu. Xã thôn bán trái thẩm quyền, thầu trái thẩm quyền, nhà mọc lên, vượt lập lên, làm sao mà chủ tịch, bí thư các xã không biết. Các anh quản lý có 4-5 thôn. Thôn là xã nào to đến 6-7 thôn. Chả nhẽ một tuần các anh không đi xe máy qua cái làng đó 1-2 lần. Còn chưa nói là cả hệ thống chính trị mấy chục người như vậy.
Bên cạnh đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ ra một số hạn chế như việc xử lý đối với các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai như lấn chiếm đất đai, chuyển mục đích xây dựng công trình trái phép, chưa phát hiện kịp thời và thiếu chế tài giải quyết, chủ yếu mới chỉ dừng lại ở việc lập biên bản vi phạm và xử lý hành chính. Sự chỉ đạo đôn đốc của Ban chỉ đạo một số huyện chưa được quyết liệt, việc ra quân của các xã chưa được đồng loạt, xử lý các vi phạm chưa được triệt để. Việc rà soát báo cáo còn để sót lọt vi phạm trên địa bàn, kết quả xử lý đạt thấp như ở huyện Tiên Lữ, Kim Động, Khoái Châu. Tình trạng sử dụng xe quá tải trên đê trên các tuyến đường giao thông trong tỉnh tuy có giảm nhưng tại những thời điểm như chiều tối và đêm vẫn còn xảy ra. Trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đạt thấp do công tác tuyên truyền phổ biến chính sách về đất đai để người sử dụng đất hiểu rõ và thực hiện đúng trách nhiệm nghĩa vụ quyền lợi của mình trong việc kê khai đăng ký chưa được thường xuyên, một số địa phương chưa được tập trung lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt, thiếu nhiệt tình. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Văn Phóng yêu cầu. Thứ nhất là cái việc thực hiện kế hoạch 93A là tiếp tục làm và không có điểm dừng. Mà tôi tiếp tục nhắc lại cách đây 6 tháng rồi đều. Không có điểm dừng và không có điểm kết thúc, trừ khi xã nào khẳng định là xã em không còn vi phạm về hành lang giao thông, không còn vi phạm về công trình thủy lợi, không còn vi phạm về chuyển đổi xây dựng nhà trái phép trên đất nông nghiệp, không còn tình trạng khai thác cát trái phép, không còn tình trạng bến bãi trái pháp luật trên địa bàn mình. Đấy là cái việc là quan điểm chỉ đạo của tỉnh như vậy. Cái vấn đề thứ hai thì quá trình làm nghệ thuật lãnh đạo thì tôi xin báo cáo chính là chúng ta phải huy động được cả hệ thống chính trị vào cuộc, tạo sự đồng thuận của cả đảng bộ và nhân dân trong xã, trong huyện, trong tỉnh. Thì muốn tạo đồng thuận đó thì phải tuyên truyền rồi vận động thuyết phục cả hệ thống chính trị vào cuộc, từ hội nông dân, phụ nữ, cựu chiến binh. Những hộ nào vi phạm thì thuộc cái hội nào thì phải mời hội đó đi vận động hội viên mình, là đảng viên thì phải vận động đảng viên, chi bộ về vận động thuyết phục, phải cài hệ thống chỉ vào cuộc và tuyên truyền. Cái vấn đề thứ ba là cũng phải lãnh đạo thì phải đồng bộ và thận trọng, quyết liệt nhưng mà bước đi nó phải chặt chẽ và tạo sự đồng thuận cao của đảng bộ nhân dân, có phân công, có trách nhiệm cụ thể và làm gì làm thì phải giữ được an ninh trật tự ở địa phương. Và quá trình làm thì không được để sai sót, phải tập trung giải quyết các vi phạm theo đúng quy định pháp luật và xử lý nghiêm tập thể cá nhân sai phạm. Thứ hai lưu ý là quá trình giải tỏa thì xin báo cáo chỉ là phải làm đúng quy trình và phải chặt chẽ và có sự tham gia của ngành nội chính trước khi cưỡng chế. Đến cưỡng chế rồi thì phải làm tất cả các bước vận động, tuyên truyền, thuyết phục. Nhưng mà câu chuyện là tự giải tỏa thì cũng phải, các đồng chí nói là cam kết tự giải tỏa nhưng mà cho thời hạn người ta tự giải tỏa, mà quá thời hạn cam kết thì chúng tôi phải đến cưỡng chế chứ không để cứ nói mãi nhưng mà cứ hứa không được. Thế rồi đề nghị đồng chí là tăng cường cái trách nhiệm của cán bộ đất đai tài nguyên khoáng của các cấp xã, rồi vấn đề cán bộ giao thông thủy lợi, rồi đê điều. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng khẳng định năm 2017, Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ kiểm điểm trách nhiệm của lãnh đạo Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố, văn phòng đăng ký đất đai về kết quả cấp giấy chứng nhận không đạt chỉ tiêu giao tại quyết định số 831 QĐ ngày 13 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, kết quả xử lý sai phạm theo kế hoạch số 93A của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay một số hộ dân xã Đồng Thanh, huyện Kim Động bắt đầu thu hoạch cam vinh chín sớm. Vụ cam năm nay, các diện tích đều cho sai quả. Toàn xã Đồng Thanh hiện trồng 252 ha cam vinh, một số hộ trồng nhiều như gia đình ông Vũ Văn Luận trồng 17 mẫu, ông Lê Văn Phú trồng 12 mẫu, ông Ngô Văn Quỳnh trồng 14 mẫu, còn khoảng gần một tháng nữa mới bước vào thu hoạch cam chính vụ. Theo một số hộ trồng cam cho biết, việc tỉa bớt số lượng cam chín sớm vừa giúp bán được giá, đồng thời những quả còn lại trên cây nhận được nhiều dưỡng chất hơn để tiếp tục phát triển. Hiện cam vinh được thương lái thu mua tại vườn với giá 25.000 đồng 1kg. Ước tính vụ cam năm nay, trung bình một sào cam vinh sẽ cho thu hoạch 1,4 tấn quả. Trừ chi phí, mỗi hộ trồng cam sẽ cho thu lãi khoảng 20 triệu đồng một sào.
Nhằm phục vụ người tiêu dùng trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới, huyện Văn Giang đã chuẩn bị gần 10.000 chậu bưởi cảnh. Năm nay, tổng diện tích cây bưởi được các nhà vườn ở huyện Văn Giang đưa lên chậu làm cảnh là khoảng trên 60 ha, tập trung chủ yếu ở xã Liên Nghĩa, Tân Tiến và thị trấn Văn Giang. Trung bình một sào có thể trồng được 40-50 chậu. Thời điểm này, bưởi cảnh đã được bà con chăm sóc hồi cây sau thời gian đánh sang chậu, thực hiện chiết ghép quả. Nhiều vườn bưởi bọc quả che nắng cũng được các nhà vườn bắt đầu tháo bỏ để quả phát triển có màu đẹp hơn. Như vụ trước, trung bình một cây bưởi cảnh có giá từ 4 đến 5 triệu đồng. Những cây đẹp có gốc to sai quả có giá lên tới từ 10 đến 50 triệu đồng. Theo hạch toán của người dân, trung bình một sào bưởi cảnh có thể thu nhập trên 200 triệu đồng, trừ chi phí còn lãi trên 100 triệu đồng. Nhằm đẩy mạnh mở rộng diện tích trồng cây vụ đông, tăng giá trị kinh tế trên đất canh tác, năm nay, huyện Tiên Lữ đã có nhiều biện pháp khuyến khích và hỗ trợ nông dân trồng cây vụ đông. Ngoài nguồn kinh phí của tỉnh hỗ trợ nông dân gần 520 triệu đồng mua gần 2 tấn giống ngô nếp và hạt bí xanh bí đỏ theo quy định, huyện Tiên Lữ đã trích ngân sách hỗ trợ nông dân mua phân bón NPK cho 35 hectare bí, bình quân mỗi hectare được hỗ trợ 200 kg. Hỗ trợ nông dân mua thuốc bảo vệ thực vật cho 35 hectare, bình quân mỗi hectare là 1 triệu đồng. Ngoài ra, Phòng Nông nghiệp huyện còn phối hợp với các xã thực hiện cung ứng một số loại giống rau màu như bí đỏ, ngô, dưa chuột xuất khẩu, mở các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật trồng cây vụ đông cho bà con nông dân trên địa bàn. Đến thời điểm này, toàn huyện đã trồng được trên 400 hectare cây vụ đông. Theo số liệu từ Cục Thuế tỉnh, tính đến hết 9 tháng năm 2017, thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đạt gần 8.000 tỷ đồng, bằng 75% so với dự toán cả năm. Thu nội địa đạt hơn 5.500 tỷ đồng, thu thuế xuất khẩu đạt gần 2.500 tỷ đồng. Trong đó, một số sắc thuế có số thu cao như thu thuế từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh, thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, thu thuế sử dụng đất. Để đảm bảo nguồn thu đạt và vượt kế hoạch cả năm, Ủy ban nhân dân tỉnh tăng cường chỉ đạo việc đôn đốc thu, chống tình trạng nợ đọng thuế kéo dài. Với sự vào cuộc của nhiều ngành, nhiều cấp, sẽ góp phần hạn chế tình trạng nợ đọng thuế của doanh nghiệp, đảm bảo nguồn thu ngân sách cho việc tự cân đối thu chi và đóng góp một phần về ngân sách trung ương trong năm 2017 của tỉnh Hưng Yên. Những năm qua, chi nhánh xăng dầu Hưng Yên không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kinh doanh mà còn là một trong những đơn vị tiêu biểu của tỉnh trong thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước. Trong những năm qua, chi nhánh xăng dầu Hưng Yên luôn gắn nhiệm vụ kinh doanh với thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước tại địa phương. Hàng năm, các khoản thuế như thuế thu nhập cá nhân, môn bài, giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, tài nguyên môi trường luôn được đơn vị nộp đúng, nộp đủ. Với 30 cửa hàng xăng dầu đều triển khai hệ thống tin học giúp việc truyền thông tin số liệu bán hàng của từng cây xăng về hệ thống quản lý của chi nhánh được nhanh chóng, thuận lợi. Qua đó, việc kiểm kê sử dụng hóa đơn, số liệu bán hàng đảm bảo chính xác, nhanh gọn. Nhờ đó, chế độ sổ sách kế toán hóa đơn chứng từ luôn đảm bảo đúng quy định, giảm thiểu sai sót. Nhiều năm, đơn vị không để xảy ra tình trạng chậm nộp, nợ đọng tiền thuế. Năm 2016, chi nhánh đã nộp gần 250 tỷ đồng thuế các loại, đạt 146%. Tính đến tháng 9 năm 2017, chi nhánh đã đóng góp cho ngân sách nhà nước gần 230 tỷ đồng, đạt 94% kế hoạch. Phấn đấu đến hết năm sẽ nộp 300 tỷ đồng. Dự án khu công nghiệp Minh Đức được triển khai từ năm 2008, đến nay sau 9 năm, vẫn còn 10 hộ dân trên địa bàn xã Ngọc Lâm chưa bàn giao mặt bằng sạch. Dự án khu công nghiệp Minh Đức nằm trên địa bàn 3 xã là Minh Đức, Ngọc Lâm và Bạch Sam, diện tích gần 200 ha. Đợt 1, nhà đầu tư đã đền bù cho các hộ dân có đất bị thu hồi với số tiền gần 200 tỷ đồng. Vừa qua, nhà đầu tư đền bù đợt 2 với số tiền là 41 tỷ đồng. Đến nay, tại xã Ngọc Lâm vẫn còn 10 hộ làm trang trại ở thôn Ngọc Lãng và thôn Ngái chưa bàn giao mặt bằng. Đến nay, công ty vẫn chưa được bàn giao đất ngoài thực địa để triển khai xây dựng dự án. Trong cái việc bàn giao đất đã gây rất nhiều khó khăn, thiệt hại cho công ty về tài chính, về các cái cơ hội thu đầu tư. Vì thế cho nên là công ty chúng tôi thì không có mong muốn gì hơn là được bàn giao đất. Do đó, chủ đầu tư không thể triển khai xây dựng hạ tầng của khu công nghiệp khiến nhiều diện tích đất bỏ hoang, trong khi nhà đầu tư bỏ vốn lớn nhưng chưa phát triển được sản xuất. Thưa quý vị và các bạn, nhờ áp dụng công nghệ tưới tự động của Israel, cùng với việc sử dụng phân bón hữu cơ
vườn thanh long của đoàn viên Vũ Văn Phóng, xã Vĩnh Xá, huyện Kim Động không chỉ mang lại sản lượng quả cao, chất lượng đồng đều mà còn cung cấp nguồn quả sạch cho thị trường trong và ngoài tỉnh với mức chi phí chăm sóc chỉ 100.000 đồng một cây trên năm. Với những kinh nghiệm học hỏi về trồng thanh long từ khi còn sống trong Nam, sau khi về địa phương ở xã Vĩnh Xá năm 2009, anh đã mạnh dạn áp dụng công nghệ tưới nước tự động cho 3,7 mẫu thanh long ruột đỏ, tương đương với 1.100 gốc. Với cách tưới trên sẽ tiết kiệm nước điện, hạn chế cỏ mọc xung quanh và nước tưới được thấm sâu vào gốc. Bên cạnh việc áp dụng cách trồng hàng cách hàng 3 mét, cây cách cây 2,8 mét, anh Phóng còn sử dụng phân bón hữu cơ, góp phần hạn chế được tồn dư, các chất không có lợi trong đất mà giá thành lại rẻ. Cây thanh long cho ra hoa vào cuối tháng 2 âm lịch và cho thu hoạch liên tục từ tháng 5 đến tháng 11. Trung bình mỗi cây thanh long cho thu khoảng 35 kg quả, mỗi quả có cân nặng trung bình từ 5 đến 6 lạng, mỗi năm vườn thanh long của anh Phóng cho sản lượng đạt 35 đến 40 tấn, với mức giá từ 20 đến 30.000 đồng kg, trừ chi phí thu lãi 600 triệu đồng một năm. Hiện anh đang mở rộng và áp dụng công nghệ mới của Đài Loan trồng thanh long bằng giàn, ước tính sản lượng quả sẽ cho nhiều hơn cách trồng trụ truyền thống. Được thành lập năm 2008, Câu lạc bộ Văn hóa Thanh niên xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ không chỉ tạo sân chơi bổ ích lành mạnh cho các đoàn viên thanh niên ngoại tỉnh đang làm việc tại các nhà máy xí nghiệp, khu công nghiệp mà còn là nơi để các đoàn viên cùng chia sẻ và giúp đỡ nhau mỗi khi gặp khó khăn. Câu lạc bộ Văn hóa Thanh niên hiện có 50 thành viên sinh hoạt đều đặn hàng tháng. Vào các ngày cuối tuần của tháng, các đoàn viên thanh niên trong câu lạc bộ đều ngồi lại với nhau để giới thiệu cho các đoàn viên thanh niên mới những địa chỉ, nhà trọ giá rẻ trên địa bàn xã Giai Phạm. Bên cạnh việc quan tâm đến đời sống của các đoàn viên thanh niên, câu lạc bộ cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động tình nguyện như dọn vệ sinh đường phố, dọn dẹp nghĩa trang, đồng thời tổ chức các buổi giao lưu văn hóa thể thao giúp cho các đoàn viên gắn kết và hiểu nhau hơn. Không giới hạn độ tuổi, không phân biệt tỉnh thành, câu lạc bộ văn hóa thanh niên của đoàn thanh niên xã Giai Phạm tập hợp 100% đoàn viên thanh niên ngoại tỉnh, được coi là mô hình hoạt động hiệu quả của tỉnh, góp phần đảm bảo an ninh trật tự thôn xóm và ổn định đời sống, tránh xa tệ nạn xã hội. Xuất phát từ việc nhiều em nhỏ đam mê với môn võ cổ truyền, muốn tập luyện theo mình, cậu sinh viên Đỗ Văn Thụy ở xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ đã mở hai lớp võ miễn phí tại chùa Chuông và chùa Cao Xá, thành phố Hưng Yên để dạy võ cho các em thanh thiếu niên. Mỗi tuần Thụy dành ra 6 buổi chiều để dạy võ cổ truyền cho các em thiếu nhi, mỗi lớp khoảng hơn 30 em học sinh. Do là tự phát không có điều kiện mua sắm trang thiết bị nên mỗi em đến học sẽ góp chút kinh phí để mua đồ dùng cùng nhau tập luyện chứ không phải đóng tiền học phí. Sau các giờ dạy võ, Thụy lại dành những kiến thức và kỹ năng của bản thân để dạy các em những bài học đạo đức đơn giản, những kỹ năng cần thiết như một người anh chỉ bảo các em. Lớp học võ của cậu sinh viên Thụy đã trở thành nơi rèn luyện sức khỏe và đạo đức cho nhiều em nhỏ. Chương trình thời sự sẽ được tiếp tục với các thông tin khác. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, huyện Yên Mỹ đã không ngừng đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trong các khu dân cư. Đến nay, huyện Yên Mỹ có 79 trên 85 làng đạt danh hiệu làng văn hóa, chiếm 87,5% số làng trong huyện. Nhiều làng duy trì tốt các tiêu chí và được công nhận lại sau 3 năm. Trong đó có 11 khu dân cư đạt danh hiệu khu dân cư 3.0, gần 90% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Phong trào xây dựng nếp sống văn minh, thực hành tiết kiệm trong việc cưới, việc tang và lễ hội có chuyển biến tích cực. Hệ thống di tích trên địa bàn huyện được quan tâm, trùng tu tôn tạo và từng bước phát huy hiệu quả. Các hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục thể thao được duy trì thường xuyên, đời sống vật chất tinh thần của người dân trong huyện được nâng lên rõ rệt. Với lượng nhà trọ lớn, dân số cơ học cao, thời gian qua chính quyền xã Trưng Chắc, huyện Văn Lâm có nhiều biện pháp để giữ gìn an ninh trật tự trong khu dân cư. Xã Trưng Chắc hiện có khoảng 2.000 phòng trọ với gần 4.000 khách thuê trọ là sinh viên, công nhân lao động trong các nhà máy xí nghiệp. Bên cạnh việc duy trì hoạt động tuần tra, phối hợp với các nhà trường trên địa bàn kiểm tra đột xuất tại các khu trọ, địa phương còn thường xuyên tuyên truyền mọi người nâng cao ý thức giữ gìn an ninh trật tự, thực hiện nghiêm túc việc khai báo tạm trú, tạm vắng, ghi chép rõ ràng các thông tin về người thuê như số chứng minh, quê quán, nơi làm việc, thời gian đến và đi, thông báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện đối tượng tình nghi. Nhờ đó, tình hình an ninh trật tự tại các khu nhà trọ được đảm bảo. Vừa qua, tại nhà tập luyện thể dục thể thao tỉnh, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức giải bóng chuyền bông lúa vàng. Đây là hoạt động chào mừng kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam
14 tháng 10 năm 1930, 14 tháng 10 năm 2017. Tham dự giải có 10 đội đến từ 10 huyện thành phố trong tỉnh. Các đội được chia làm 3 bảng thi đấu vòng tròn, chọn 3 đội nhất bảng và 1 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất vào thi đấu bán kết và chung kết. Các đội bóng dự giải năm nay đều có chất lượng chuyên môn. Nhiều trận đấu diễn ra sôi nổi kịch tính, cống hiến cho khán giả những pha bóng hấp dẫn. Kết thúc giải, ban tổ chức đã trao giải nhất cho đội bóng chuyền huyện Văn Giang, giải nhì cho đội bóng chuyền huyện Tiên Lữ và một số giải khác. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự tối mai của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Đoàn viên Nguyễn Văn Tú, xã Phú Thịnh, huyện Kim Động trồng nấm cho thu nhập cao. Dự án Thiên Sơn, xã Xuân Dục, huyện Mỹ Hào bỏ hoang 4,4 ha đất nhiều năm nay. Vũ Thị Hảo, học sinh lớp 8A, trường Trung học cơ sở Tống Phan, huyện Phù Cừ vượt khó học giỏi. Thôn Đại Hạnh, xã Hoàn Long, huyện Yên Mỹ, khu dân cư văn hóa tiêu biểu. Kính mời quý vị và các bạn chú ý đón xem.